Chuyển đổi số không còn là xu thế của thời đại mà là yếu tố tất yếu quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, những quan ngại về vấn đề thông tin khi các cuộc tấn công mạng đang trở thành vấn đề nhức nhối, mô hình chung tạo ra những quan ngại cho các doanh nghiệp khi nhắc đến chuyển đổi số. Trong tiến trình chuyển đổi số, doanh nghiệp tổ chức đều dịch chuyển dần sang nền tảng dữ liệu điện toán đám mây. Bề mặt tấn công mở rộng tạo ra nhiều lỗ hổng. Đây chính là thách thức cho các doanh nghiệp, tổ chức. Đâu là tấm lá chắn vững chắc đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng? Để có thể xây dựng một tấm lá chắn vững chắc cho hệ thống thông tin, chúng ta không chỉ cần kiến thức, kỹ năng mà còn cần sự chia sẻ và hợp tác nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nhau trước sự biến hóa khôn lường của những kẻ tấn công. Năm 2023, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những vấn đề nhức nhối khiến các doanh nghiệp, tổ chức cần cẩn trọng. Tấn công giả mạo, tấn công khai thác lỗ hổng bảo mật, tấn công từ chối dịch vụ, tấn công sử dụng mã độc, tấn công có chủ đích APT. Một doanh nghiệp đơn lẻ khó có thể chống đỡ được các cuộc tấn công ồ ạt, đa dạng, liên tục của hàng ngàn hacker bên ngoài. Vì thế, việc liên kết nhau lại để tạo nên tập thể mạnh trong việc phòng, chống, ứng phó, qua đó nâng cao năng lực an toàn thông tin là lý do để liên minh ra đời, với tôn chỉ hoạt động. Ứng cứu, hỗ trợ thành viên trong liên minh khi có thành viên bị tấn công hoặc xảy ra sự cố an ninh mạng. Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giúp nâng cao năng lực trong việc phòng ngừa và ứng phó các sự cố về an ninh thông tin trên không gian mạng. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về an toàn thông tin, Cục An toàn thông tin cam kết sẽ luôn sát cánh cùng các doanh nghiệp trong công tác bảo đảm an toàn thông tin. Chúng tôi sẽ hỗ trợ, đồng hành để liên minh SciSIC hoạt động hiệu quả, chất lượng hơn trong thời gian tới. Trước hết thì cho phép tôi thay mặt Cục An toàn thông tin xin nhiệt liệt chúc mừng sáng kiến của anh Vũ Thành Long, Chủ tịch ISA đã tổ chức cái sự kiện này. Có thể nói đây là một cái sáng kiến hết sức có ý nghĩa, cái bộ đánh giá rất cao. Và liên minh này của chúng ta không phải là để PR, để làm màu. Đây là thực chiến. Anh em tham gia là để mà có kế hoạch hành động hàng tháng, hàng tuần và diễn tập với nhau để mà nâng cao năng lực thực sự của toàn bộ tổ chức chúng ta. Hoạt động của liên minh được sự ủng hộ và tham gia sâu sát của Cục An toàn Thông tin, VINISA. Ông Lê Công Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Không gian mạng Việt Nam VNCC chia sẻ, cách phòng thủ tốt nhất là chủ động tấn công, để hiểu cách kẻ thù xâm nhập như thế nào, từ đó xây dựng các biện pháp bảo vệ và ứng phó. Hoạt động chính của Liên minh là diễn tập thực chiến, tập trận để tấn công và phòng thủ, giúp tìm ra lỗ hổng bảo mật và các bài học nâng cao năng lực an toàn thông tin. Năm 2023, Liên minh đã hoạt động hiệu quả và đạt được những con số ấn tượng. 13 lần tổ chức, 6 đơn vị được tập trận, 15 hệ thống được tập trận, phát hiện 220 lỗ hổng, trong đó 2 lỗ hổng thực thi mã từ xa và chiếm quyền điều khiển hệ thống, 50 lỗ hổng mức nghiêm trọng, 59 mức cao, 64 mức trung bình, 45 mức thấp. Các cái thành viên của Liên minh An toàn Thông tin SciSIC đều là những doanh nghiệp lớn cung cấp những cái phần mềm dịch vụ cho hàng trăm ngàn khách hàng, cho hàng trăm ngàn người dùng. Chính vì vậy, cái việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho những hệ thống này phải nói là thiết yếu, sống còn đối với cả doanh nghiệp. Và để thực hiện được việc đó, thì chúng tôi liên kết với nhau, thực hiện những cái hoạt động diễn tập thực chiến thường xuyên. Thông qua những hoạt động này, chúng tôi giúp chúng tôi phát hiện ra được những cái lỗ hổng, những điểm yếu an toàn thông tin của những hệ thống thật đang vận hành. Và qua đó để nhanh chóng khắc phục, phòng ngừa. Cũng như là qua những hoạt động này thì chúng tôi nâng cao được những kỹ năng về tấn công, kỹ năng phòng thủ. Và để thông qua đó thì anh em sẽ hiểu được cái cách thức tấn công của kẻ thù như thế nào. Và qua đó để mà giúp cho việc mình tự bảo vệ mình phòng thủ nó tốt hơn. Thế và cũng thông qua những hoạt động này thì giúp cho các cái lãnh đạo liên minh đầu tư nhiều hơn vào về nguồn lực, về vật lực cho những hoạt động về để bảo vệ an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống của doanh nghiệp. Các hoạt động về diễn tập nâng cao năng lực an toàn thông tin của liên minh thì giúp cho doanh nghiệp ở hai mặt. Thứ nhất là đối với đội ngũ về
chuyên viên an toàn thông tin. Thì các hoạt động diễn tập dù là tấn công hay phòng thủ và định kỳ thì nó giúp cho câu chuyện là duy trì và nâng cao hơn nữa năng lực về an toàn thông tin của đội an toàn thông tin, từ việc tìm ra lỗ hổng, giải quyết các lỗ hổng, câu chuyện là làm sao để mà phòng thủ và chống các cuộc tấn công nguy hiểm. Thứ hai là đối với các cái hệ thống về cung cấp các dịch vụ an toàn công nghệ thông tin của doanh nghiệp, thì các cái hoạt động này nó giúp cho câu chuyện là nâng cao được cái chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng thông qua việc là tìm ra những cái lỗ hổng đấy và những lỗ hổng đấy để đảm bảo được là dịch vụ này luôn luôn an toàn và hoạt động bền bỉ ổn định. Sapo là nền tảng quản lý bán hàng đa kênh đang phục vụ cho hơn 200.000 nhà bán hàng ở trên khắp Việt Nam. Chính vì vậy đối với chúng tôi thì an toàn thông tin là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong cái chiến lược phát triển của mình. Tham gia vào SciSix từ những ngày đầu, chúng tôi đánh giá cao tầm nhìn của Liên minh cũng như lợi ích mà Liên minh mang lại cho các thành viên và cộng đồng. Chúng tôi nhận thấy rất là rõ ràng cho đến thời điểm hiện tại, cái năng lực về an toàn thông tin của Sapo được cải thiện một cách rõ nét, và đặc biệt là chúng tôi đã xây dựng được một cái đội ngũ chuyên trách về an toàn thông tin và hạ tầng với chuyên môn được cải tiến một cách rất là cụ thể so với thời điểm trước khi gia nhập SciSix. Trong quá trình tham gia Liên minh SciSix, chúng tôi nhận thấy là có rất nhiều lợi ích với công ty chúng tôi. Đặc biệt là trong quá trình tham dự này, chúng tôi đã phát hiện ra được rất nhiều các cái lỗ hổng để chúng tôi bảo mật được hệ thống an toàn thông tin chúng tôi nhiều hơn. Ngoài ra thì trong quá trình thực hiện trong cam kết với Liên minh SciSix này, trường hợp có những sự cố tấn công thì có các thành viên Liên minh sẽ cùng hỗ trợ với nhau. Đây là một cái hình thức cũng như là một cái công việc mà sau này chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp ích chúng tôi trong quá trình xảy ra sự cố. Trong cái năm 2024 ấy, thì Liên minh SciSix sẽ có những hoạt động chính như sau. Thứ nhất, đó là tổ chức diễn tập ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố xảy ra. Hoạt động này sẽ giúp cho các cái thành viên Liên minh có thể nhanh chóng ngăn chặn và khắc phục và khôi phục hoạt động khi có sự cố thực tế xảy ra. Hoạt động thứ hai đó là ngăn chặn, phòng ngừa và phòng chống những cái lừa đảo trên không gian mạng, phải giúp cho doanh nghiệp, nhân viên như là khách hàng có thể phòng tránh được những cái chuyện lừa đảo trên không gian mạng. Và hoạt động thứ ba đó là chúng tôi tiếp tục tổ chức diễn tập mà thực chiến tấn công phòng thủ để mà nâng cao năng lực như cái năm 2023. Và ngoài ra thì cũng năm 2024 chúng tôi cũng sẽ tổ chức kết nạp thêm những cái thành viên mới. Những cái thành viên mới sẽ có với điều kiện đó là những cái doanh nghiệp lớn có những cái hệ thống thông tin cung cấp cho hàng từ 100.000 khách hàng trở lên. Và có cái bộ máy chuyên trách về nhân lực an toàn an ninh thông tin từ 3 người trở lên. Và lãnh đạo doanh nghiệp thì có cái cam kết đóng góp nhân lực, vật lực và nhiệt tình tham gia với những hoạt động của SciSix để giúp tất cả Liên minh cùng nâng cao cái năng lực và phòng chống được những cái sự cố trên không gian mạng. Năm 2023, các đợt diễn tập thực chiến an toàn thông tin đã giúp các doanh nghiệp, tổ chức nâng cao năng lực phản ứng với các sự cố an toàn thông tin. Các doanh nghiệp, tổ chức đã có thể phát hiện và ứng phó kịp thời với các cuộc tấn công mạng, giảm thiểu thiệt hại. Năm 2024, Liên minh SciSix sẽ đẩy mạnh việc thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp, tổ chức về an toàn thông tin. Các doanh nghiệp, tổ chức đã có cơ hội chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, hợp tác trong việc phát triển các giải pháp bảo mật. Sự nỗ lực của Liên minh SciSix và sự chung tay của các doanh nghiệp, tổ chức, Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao năng lực an toàn thông tin, góp phần bảo vệ an toàn cho hệ thống thông tin của các doanh nghiệp, tổ chức và của quốc gia.